Alo, xin chào anh em nha. Chào tất cả anh em đã đồng hành cùng kênh YouTube Máy Thủy Nhật nha. Đây, một em Yamaha 6CHK nha, 105 mã lực, đứng trước mặt mình đây, rất là đẹp. Nước sơn riêng tẻ laser nha, chưa sơn cốt dập gì cả. Đây là địa chỉ 688/2 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân. Em Yamaha 6CHK này, bắt tông 105 nha, 105 mã lực, hộp số chuyền 2 tua 94 nha. Máy rất là đẹp nè, trời nó sơn riêng tẻ laser hết. Em cần chỉ nha, anh hàng mình về Việt Nam rất là nhiều, rất thường xuyên nha. Anh em có nhu cầu máy nào vui lòng để tên máy phía dưới, có hàng mình sẽ test lỗi cho anh em xem. Muốn xem máy hình ảnh rõ ràng hơn liên hệ số Zalo bên dưới nha. Cảm ơn anh em đồng hành cùng chiếc kênh từ bây giờ. Nhớ bấm cho mình chuông đăng ký kênh để nhận những video mới sắp tới sẽ ra hàng ngày. Trọng lượng em này là 650 kg nha. 6CHK. Giờ mình test nổi anh em xem nè. Em mình cho ý kiến ở dưới nha. Hiện tại trong kho này còn rất là nhiều máy nữa. Rất là nhiều máy nha. Rồi, xin lỗi em.